Ngày 9 tháng 4 năm 2023, Công an huyện Tân Lạc đã ra quyết định xử phạt Bùi Văn Thủy 5 triệu đồng về hành vi vi phạm có lời nói, hành động lăng mạ xúc phạm danh dự người thi hành công vụ. Đồng thời, ra quyết định xử phạt Bùi Văn Thủy về các lỗi vi phạm giao thông đường bộ. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2023, tại km 84 300 quốc lộ 12B thuộc địa phận xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, Tổ cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đang làm nhiệm vụ, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Tổ tuần tra yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe, đồng thời thực hiện kiểm tra theo quy định. Ngoài các lỗi nêu trên, qua kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện người điều khiển xe mô tô có nồng độ cồn 0,089mg trên lít khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng khi được mời ký biên bản vi phạm, Bùi Văn Thủy đã không chấp hành và còn có những lời nói lăng mạ lực lượng chức năng, đẩy đổ xe mô tô của mình và vung tay làm rơi mũ của một đồng chí cảnh sát giao thông trật tự công an huyện, sau đó bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành khống chế và đưa về trụ sở công an xã Đông Lai để làm việc.